Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 4 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Đêm nay và ngày mai thời tiết các khu vực miền Đông, miền Tây và thành phố Hạ Long phổ biến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa mưa nhỏ và có nơi có sương mù, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 29 độ. Còn ở vùng biển ngoài khơi bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, thời tiết không thuận lợi cho các hoạt động trên ngư trường. Dự báo đêm và sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ và sương mù. Gió đông bắc cấp 3, sóng cấp 1 cấp 2, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Dự báo đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ tiếp tục có mưa nhỏ và sương mù, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Tại các tỉnh vùng núi như Lào Cai, Lạng Sơn, nhiệt độ có thể dưới ngưỡng 17 độ. Vào ban ngày, nhiệt độ cũng chỉ tăng lên ngưỡng từ 24 đến 27 độ. Riêng các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng như Lai Châu, Điện Biên. Nhiệt độ có thể đạt ngưỡng từ 36 đến 37 độ. Còn đối với khu vực Trung Bộ, phổ biến có mưa vài nơi, ngày nắng. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ ban trưa giao động ở mức từ 30 đến 33 độ. Riêng vùng núi phía Tây và một số tỉnh phía Nam như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, nhiệt độ ban trưa đạt ngưỡng từ 35 đến 37 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết khá thuận lợi, phổ biến ít mưa và có nắng. Nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức từ 30 đến 33 độ. Lui xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trời ít mưa và có nắng vào ban ngày. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ phổ biến từ 31 cho đến 34 độ. Còn đối với các tỉnh thành Nam Bộ, nhiệt độ ban trưa có thể đạt ngưỡng từ 33 đến 36 độ, trời khá nóng bức vào ban ngày. Chuyển sang thời tiết biển, trên toàn bộ khu vực biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có mưa vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km, Lưu ý tại phía bắc của vịnh Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù, tầm nhìn xa từ 2 đến 4 km giảm xuống 1 km trong mưa.